Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mới đây đưa ra đề nghị rằng cần có thêm quy định pháp lý về các trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ, đặc biệt là khi đường xuống cấp, không bảo đảm tốc độ và an toàn cho xe cộ. Truyền thông Việt Nam đưa tin, đề nghị được nêu ra khi Liên đoàn góp ý với Bộ Giao thông Vận tải về một dự thảo nghị định mà Bộ này đang xây dựng để quản lý việc thu phí đối với xe cộ sử dụng đường cao tốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo VCCI, bản dự thảo hiện thời của Bộ Giao thông Vận tải chưa có quy định về việc tạm dừng thu phí trong các trường hợp chất lượng dịch vụ không bảo đảm hoặc chất lượng đường xuống cấp hoặc tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đã phản ánh với VCCI rằng họ đặc biệt lo ngại về tình trạng chất lượng đường xuống cấp ảnh hưởng đến việc xe cộ lưu thông nhưng vẫn phải nộp phí. Báo chí dẫn lời liên đoàn cho biết, VCCI nêu dẫn chứng với thông tin do các doanh nghiệp cung cấp là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và 6 tuyến khác bị xem như chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc với 15 vụ tai nạn giao thông xảy ra từ năm 2022 cho đến tháng 10 năm 2023 do mặt đường xuống cấp. VCCI đề nghị dự thảo phải có thêm điều khoản về các trường hợp tạm dừng thu phí khi đường xuống cấp đến mức xe cộ không thể lưu thông đúng tốc độ và đủ an toàn, cho phép các chủ phương tiện có quyền giám sát chất lượng đường và kiến nghị việc dừng thu phí khi chất lượng đường xuống cấp và có một cơ chế độc lập kiểm tra chất lượng đường và quyết định dừng hoặc tiếp tục thu phí khi hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý tuyến đường không thống nhất được. Trên lý thuyết, VCCI là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận ở tầm quốc gia, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam. Tại Điện Élysée vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp và hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, người nói trước báo giới sau đó rằng ông muốn nâng cấp quan hệ Pháp-Việt lên tầm cao mới, theo ghi nhận của VOA. Pháp hiện là một trong những nước Việt Nam có quan hệ ở mức đối tác chiến lược, thấp hơn một cấp so với mức đối tác chiến lược toàn diện mà Hà Nội hiện đang có với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật và Úc. Tại buổi họp báo trước khi bước vào hội đàm, ông Macron nói rằng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay, Pháp và Việt Nam cùng theo đuổi kim chỉ nam chung là luật pháp quốc tế, cho dù đó là cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khủng hoảng Trung Đông hay tranh chấp trên Biển Đông. Việt Nam quan ngại trước những nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Về phần mình, ông Tô Lâm nói rằng Việt Nam quan ngại về tình hình Ukraine, Trung Đông cũng như Biển Đông, và nói rằng Hà Nội sẵn sàng làm việc cùng với Paris để tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột này ở cấp độ khu vực cũng như quốc tế. Ông Tô Lâm cho rằng sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm trở thành đối tác chiến lược, quan hệ Việt-Pháp đã chứng kiến những bước tiến quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ông nói, nước Pháp luôn là lựa chọn ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu mối quan hệ đang phát triển cũng như để phản ứng trước những thách thức khu vực và toàn cầu, hơn lúc nào hết hai nước cần phải nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Ông Tô Lâm nói trước báo giới và cho biết ông cùng ông Macron sẽ bàn về vấn đề này tại cuộc hội đàm. Các lĩnh vực mà hai nước sẽ tăng cường hợp tác, theo ông Lâm, sẽ là quốc phòng và an ninh, kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trao đổi con người. Có khoảng 100 người gốc Việt từ nhiều quốc gia ở châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan đã đến Paris để biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tô Lâm, theo tìm hiểu của VOA. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3 năm nay đạt 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm đạt 6,82%, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố tại buổi họp báo ngày 6 tháng 10. Đây là mức tăng trưởng 9 tháng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, vốn chỉ ở mức 4,4%, nhưng thấp hơn so với mức gần 9% trong 9 tháng đầu năm 2022, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê được báo chí trong nước dẫn lại. Con số tăng trưởng này được đưa ra trong bối cảnh các tỉnh miền Bắc Việt Nam bị cơn bão Yagi và mưa lũ do hoàn lưu bão tàn phá nặng nề cách nay gần một tháng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin tại phiên họp chính phủ vào ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ước tính do hậu quả của bão lũ, tăng trưởng Việt Nam trong quý 3, 9 tháng đầu năm và cả năm 2024, ước tính sẽ giảm lần lượt là 0,35%, 0,12% và 0,15% so với ước tính trước khi có bão Yagi. Trên thực tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản trong quý 3 chỉ tăng có 2,58%, phản ánh ảnh hưởng nặng nề của bão đối với khu vực kinh tế này. Trong khi đó, trong cùng quý, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, còn khu vực dịch vụ tăng 7,51%. Nhìn chung, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp gần 96% vào tốc độ tăng trưởng 7,4% của kinh tế Việt Nam trong quý 3. Nói về kết quả này, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư, được trang ZNews dẫn lời nói,
Nếu không có bão Yagi thì kinh tế Việt Nam còn tăng cao hơn 7,4%. Do đó, ông Phương bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho cả năm 2024. Ông cho biết Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ kiến nghị chính phủ giữ nguyên chứ không giảm mục tiêu tăng trưởng cho cả năm hiện nay là 7%.